Phần thứ nhất, cô và Toliha sẽ kể cho các con nghe câu chuyện kéo cây lúa lên. Vậy trong phần nghe kể, các con đã được nghe kể khá nhiều câu chuyện, đều là những câu chuyện vui, ngắn thôi, nhưng đến bây giờ con đã bắt đầu biết cách thêm những lời dẫn để câu chuyện của con hay và hấp dẫn hơn. Cũng như mọi khi, các con hãy nhắm mắt để nghe cô kể câu chuyện này và từ đó con nắm bắt phần nội dung câu chuyện nhé. Câu chuyện của chúng mình bắt đầu này. Kéo cây lúa lên. Có một chàng ngốc ra thăm đồng, thấy ruộng nhà mình xấu hơn ruộng bên cạnh. Anh ta bèn lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cho cao hơn cây lúa nhà người ta. Về nhà, anh ta khoe: "Lúa của nhà ta xấu quá, nhưng hôm nay tôi đã kéo lên cao hơn lúa ở ruộng bên rồi." Chị vợ ra đến đồng thì thấy bao nhiêu lúa nhà mình đã héo rũ. Chuyện cô vừa kể cho các con là trích trong một câu chuyện ngụ ngôn. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện, ghi vắn tắt phần nội dung của câu chuyện để từ đó chúng ta kể lại câu chuyện này nhé. Các con hãy cùng tập ghi theo cô. Trước hết, chúng ta sẽ cùng xây dựng lại phần nội dung thông qua hệ thống câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Câu chuyện có mấy nhân vật? Dễ đúng không? Câu chuyện có hai nhân vật, đó là chàng ngốc và vợ. Khi thấy cây lúa nhà mình xấu thì chàng ngốc đã làm gì?